Thúy Vân xin chào quý khán thính giả đã đến với bản tin 24 giờ. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có những tin tức đáng chú ý nào? Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Bản tin ngày 12 tháng 9 năm 2023 trên kênh Bản tin 24 giờ sẽ gửi đến quý vị và khán giả những tin tức mới nhất về tình hình bão lũ tại Trung Quốc. Kính thưa quý khán giả, thiên nhiên đã nổi giận, đại họa đang đổ lên đầu chính quyền ông Tập, khiến cho gần 1 tỷ người dân vô tội gánh chịu thay chính quyền của ông ta. Điều này thật quá đáng thương cho người dân của Trung Quốc. Bão lũ ầm ầm thêm mưa đá quần thảo Trung Quốc ngày tận thế đối với các con sông ở hạ lưu đập Tam Hiệp, khiến cho thủ đô Bắc Kinh và một số tỉnh miền Nam như Quảng Đông, Quảng Tây giáp danh với biên giới Việt Nam hoàn toàn thất thủ. Theo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, bão lũ vẫn tiếp tục ầm ầm dội từ trên cao xuống các tỉnh miền Nam của Trung Quốc, khiến cho cảnh tượng vừa gặp như lũ quét, đường xá, cầu cống bị hư hỏng, phá hủy hệ thống điện quốc gia của Trung Quốc, bị đứt mạch, sân bay, nhà ga, bến cảng của Trung Quốc đều chìm trong nước lũ. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc và các tờ báo lớn của nước này không đăng tải về những trận mưa to gió lớn, những trận động đất sóng thần và những trận mưa đá trong những ngày vừa qua, lũ cuốn ô tô, xe máy trôi lênh láng như cá bơi dưới dòng sông. Mưa lớn tiếp tục diễn ra ở phần phía nam của đại lục. Một nhà máy thủy điện ở Hoa Giang, Quảng Đông bị vỡ bờ và lũ lụt bao vây thành phố. Mực nước sông Đông Giang dâng cao, bồi mưa lớn, lũ lụt và lở đất ở nhiều nơi thuộc tỉnh Quảng Tây. Những điều trên đã làm cho người đứng đầu chính phủ Trung Quốc ông Tập Cận Bình vô cùng bứt ruột. Tuy nhiên, ông ta không làm gì được trước những thảm họa đến từ thiên nhiên. Đúng là xây nhà 3 năm nhưng chỉ phá 1 giờ. Chính quyền ông Tập giờ chỉ biết sám hối, ngồi cầu nguyện cho thiên nhiên ngừng ra tay trừng trị Trung Quốc. Nhưng điều này quả thật là khó khăn. Bởi vì tội ác của Trung Quốc gây ra thật không hề nhỏ, nên bây giờ người làm thì trời phạt mà thôi. Nhưng điều đáng nói ở đây là ông trời đã quá nặng tay trừng trị Trung Quốc. Bởi vì người dân vô tội Trung Quốc sống trong cảnh màn trời chiếu đất, lũ lụt, lũ quét, động đất, sóng thần và núi lửa liên tiếp diễn ra trong những ngày vừa qua đã khiến cho gần 1 tỷ người dân của Trung Quốc phải đi sơ tán và lánh nạn. Thưa quý khán giả, sau khi phía Trung Quốc bị ngập lụt, lũ lụt, lũ quét, động đất, sóng thần, núi lửa xảy ra liên tiếp trong những ngày vừa qua, thì nhiều chuyên gia quốc tế phân tích nói rằng chính quyền của Trung Quốc đã quá bảo thủ khi quyết định xây dựng các công trình, nhưng mà lại không nghe theo các chuyên gia, các khoa học cố vấn, không nghe theo những nhà nghiên cứu chuyên môn, nên tự ý quy hoạch thành phố, lấp kênh, phá rừng, xẻ núi, xây đập thủy điện làm biến đổi hoàn toàn hệ sinh thái thiên nhiên ở vùng đó. Lẽ tất nhiên bắn vào thiên nhiên một viên đại bác, thì dĩ nhiên thiên nhiên lại trả lại bằng nhiều quả bom nguyên tử. Đây chính là thảm họa mà Trung Quốc đang phải hứng chịu, cái giá của Trung Quốc phải trả. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc chỉ đưa ra một bản tin ngắn gọn nói rằng mưa lũ, sạt lở, sóng thần vừa rồi chỉ làm cho 20 người thiệt mạng. Nhưng trên thực tế, số người thiệt mạng của Trung Quốc lên đến hàng trăm, hàng ngàn người, còn thiệt hại về kinh tế thì không thể đong đếm được bằng tiền. Thưa quý vị, theo các cơ quan chuyên theo dõi về thiên tai, lũ lụt, hạn hán, sóng thần, động đất và núi lửa của Mỹ, của Nhật trong những ngày vừa qua, ngày nào cũng đưa ra bản tin nói rằng thiên tai liên tục xảy ra đối với Trung Quốc. Chính quyền của phía Bắc Kinh đang kêu gọi hơn 26 tỉnh thành phía Nam và phía Đông của Trung Quốc đề phòng cảnh giác cao độ vì những trận mưa lớn kéo dài vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, Trung Quốc đã xảy ra tình trạng trên, tất cả đều do người đứng đầu chính phủ của Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình gây ra. Bởi vì chính quyền ông ta trong thời gian dài vừa qua đã có những đường lối chỉ đạo hoàn toàn sai trái, đi ngược lại với quy luật của tự nhiên. Vậy sai trái ở đây là gì? Đó chính là việc phía Trung Quốc liên tục đi quấy nhiễu, quấy phá, hỏng xâm chiếm Biển Đông, cướp bóc lãnh thổ, lãnh hải các nước láng giềng xung quanh mình. Cùng với đó là sự tàn phá thiên nhiên làm cho ô nhiễm môi trường, nhiều vấn đề khác xung quanh chúng ta nữa. Người tính không bằng trời tính, do vậy cứ để mọi chuyện diễn ra theo đúng quy luật tự nhiên và quy luật sinh tồn. Bây giờ thiệt hại đau khổ chỉ là những người dân vô tội của phía Trung Quốc mà thôi. Người có tiền, có điều kiện thì sơ tán sang nước ngoài để tránh bão, tránh động đất và sóng thần. Người không có điều kiện và con nhỏ, còn người già đành phải trèo lên những ngọn núi cao hoặc trở về những miền quê xa tít tắp để lánh nạn. Kính thưa quý khán giả, thiên tai liên tiếp giáng xuống Trung Quốc và số dân bị thương vong đang liên tục tăng. Hơn 800 người bị thiệt mạng và hơn 270 người mất tích ở Trung Quốc trong những ngày vừa qua. Theo truyền thông quốc gia đưa tin, vừa qua trong những khu vực miền Trung, miền Đông Bắc của Trung Quốc bị lũ lụt tấn công trong mùa lũ và bão lớn kèm theo lốc xoáy đã tàn phá tỉnh phía đông của Giang Tô và giết chết ít nhất là 98 người. Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ cho hay, kể từ tháng 5 năm 2023 tới nay đã có 1.074 người thiệt mạng vì thiên tai. Trong đó, chỉ tính riêng từ đầu tháng 6 đến nay đã có 833.000 người bị thiệt mạng và 270 người mất tích. Còn trong tuần lễ vừa qua, mưa bão đã giết chết 164 người và làm cho 125 người mất tích. Cũng theo Bộ Nội vụ, tổng thiệt hại kinh tế do thiên tai năm 2022 đã lên tới 298 tỷ nhân dân tệ, tức là hơn 44,6 tỷ USD. Với tổng tất cả khoảng 400.000 căn nhà bị tàn phá, 6,24 triệu dân cư phải di rời, tổng cộng hơn 31 triệu người đã bị ảnh hưởng vì mưa lũ.
Trong khi đó, tình hình tại thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc đang trở nên vô cùng căng thẳng. Người dân nơi đây cáo buộc chính quyền xả lũ từ hồ chứa trên thượng nguồn mà không hề thông báo. Hậu quả làm ít nhất 134 người chết và hơn 110 người mất tích. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, chấn tiêu động đất ở độ sâu 8 km. Được biết, tuy tâm chấn nằm cách Hồ Bắc của Trung Quốc 1.000 km về phía Đông Bắc, nhưng với cường độ khá là cao. Nó có thể làm cho Trung Quốc một phen chao đảo. Chính quyền ông Tập Cận Bình vô cùng hú vía. Như từ trên trời rơi xuống, chỉ cần tâm chấn dịch lên khoảng vài trăm km nữa thôi. Có lẽ giờ này 700 triệu người dân của Trung Quốc thuộc 6 tỉnh hạ lưu chân đập Tam Hiệp đã trôi giạt và chìm sâu dưới đáy Biển Đông. Điều đó đồng nghĩa 2/3 dân số Trung Quốc sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Có thể khẳng định rằng nếu điều đó xảy ra, Trung Quốc 100 năm sau chưa chắc người Trung Quốc có thể ngóc đầu lên nổi. Thưa quý vị, trước đó vào lúc 10 giờ 38 theo giờ địa phương, Trung tâm Địa chấn của Trung Quốc cho biết, thành phố Hà Bắc của Trung Quốc cũng đã xảy ra một trận động đất mạnh với cường độ lên tới 6,9 độ Richter. Tâm chấn nằm ở độ sâu 9 km và hiện tại vẫn chưa có thông tin chính xác về thiệt hại do trận động đất trên gây ra. Tuy nhiên, người dân ở khu vực xung quanh như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân đều cảm nhận rất rõ dư chấn của trận động đất này. Theo nhân chứng của người dân nơi này cho biết, nơi đây trong lịch sử đã từng xảy ra 3 trận động đất lớn với cường độ từ 4,3 tới 6,1 độ Richter. Và một trận động đất được cho là kinh hoàng nhất vào năm 1995. Khi đó, trận động đất đã có cường độ lên tới 7,9 độ Richter, khiến cho gần 169 người dân Trung Quốc bị mất tích. Và đó được cho là một điều cực kỳ kinh khủng cũng như tồi tệ nhất, hiện nó vẫn ám ảnh người dân ở nơi đây. Nhiều người đã tiếc thương cũng như là thông cảm cho sự không may mắn của những người dân xấu số của Trung Quốc. Tuy nhiên, trước đó có những hiện tượng lạ, điềm báo xấu như quạ bay đầy trời, hàng triệu con châu chấu từ châu Phi bay qua 5 tỉnh của Trung Quốc, bầu trời Bắc Kinh liên tục hứng chịu các đại thảm họa. Theo Trung tâm Nghiên cứu về Động đất Sóng thần Trung ương Trung Quốc cho biết, trong một vài ngày tới, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ còn xuất hiện thêm một trận động đất nữa. Kính thưa quý khán giả, Trung Quốc hiện đang phải đối mặt cùng một lúc với rất nhiều thảm họa và tai ương, từ dịch bệnh cho đến thiên tai, gieo gió thì gặp bão, vấn đề chỉ là trước hay sau mà thôi, nhân quả thì thường đến muộn. Về kinh tế, Trung Quốc hiện đang đứng trước sự lao dốc xuống vực về các đòn trừng phạt chí mạng liên tiếp của Mỹ. Cùng với đó là dịch bệnh virus Vũ Hán đang phát triển trên toàn lãnh thổ Trung Hoa đại lục. Và mới đây nhất là Nhật Bản và Liên minh châu Âu EU cũng đã lên tiếng xác nhận rằng sẽ cắt hết mọi quan hệ làm ăn với Trung Quốc. Nhiều năm trở lại đây, Trung Quốc liên tục gặp tai họa từ thiên nhiên, nhất là động đất, dịch bệnh, mưa bão và lũ lụt, cháy rừng. Ngày nay, Bắc Kinh ngông cuồng luôn vỗ ngực xưng vương rằng Trung Quốc là trung tâm của thế giới, muốn như nào là như thế đó. Nhưng Trung Quốc đã nhầm to vì từ đầu năm đến nay, đất nước này luôn phải gánh chịu cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên, của đất và của trời bằng những trận bão và động đất cháy rừng. Thưa quý vị, Trung Quốc hùng mạnh đến đâu cũng không bao giờ một tay che được trời, thay đổi được quy luật của tự nhiên. Và nếu chính quyền ông Tập Cận Bình vẫn chưa biết ăn năn sám hối, vẫn còn mang tàu chiến đi xâm chiếm, bắn đạn thật và phóng tên lửa ở ngoài Biển Đông, thì chắc chắn những tai ương vẫn còn tiếp tục giáng xuống Trung Quốc. Đó là ở hiền gặp lành, ở ác sẽ chuốc lấy sự đau khổ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh Bản tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của ban biên tập chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.